Thưa quý vị, xác định xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em là một trong những nhiệm vụ thường xuyên liên tục trong các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thời gian qua, hội đã chủ động tham mưu Thành ủy Đà Nẵng ban hành chỉ thị số 39 về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, triển khai các chương trình hành động cụ thể về bình đẳng giới tại các chi hội cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố 4 an. Tại cơ sở, các cấp hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 250 câu lạc bộ nhóm phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng gia đình hạnh phúc, 134 tổ phản ứng nhanh, hơn 390 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã phường, trường học, cơ quan có quy định về an toàn không quấy rối và bạo lực với phụ nữ và trẻ em, 80% địa điểm công cộng đảm bảo cơ sở hạ tầng an toàn thân thiện, 100% nạn nhân bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời. Mỗi quận huyện xây dựng và triển khai ít nhất một mô hình hỗ trợ, một cửa kết nối, qua đó góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện. Thì nói chung mình sắp xếp thời gian nó cũng là phải chặt chẽ vì mình còn phải buôn bán nữa. Hết giờ làm việc, ví dụ sau từ 7 giờ tới từng nhà, mình có thể là những cái phong trào hoạt động gì mình cần các cô, các chị tham gia thì mình sẽ nhắn tin. Thì có thể thời gian của mình là nó không nhiều, cũng phải cố gắng nhiều để mà tham gia các hội. Bằng những cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, các cấp hội phụ nữ đã tập trung phát huy các giá trị của gia đình, các phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện hiệu quả các đề án của chính phủ. Trọng tâm là đề án 404, đề án 938, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đại hội phụ nữ toàn quốc thì vừa thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng như là hội liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở cũng như hội viên trên toàn địa bàn thì cũng rất mong mỏi kỳ vọng và cái mục tiêu của kỳ đại hội lần này thì mong muốn giúp đỡ phụ nữ càng ngày càng phát triển và nâng cao cái vị thế trong xã hội. Được biết thời gian qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã can thiệp và giải quyết gần 90 vụ việc, tư vấn pháp luật trực tiếp cho trên 4.000 trường hợp về bạo lực gia đình, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, về hôn nhân gia đình, dân sự, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ cho gần 35.000 trường hợp là hội viên phụ nữ, các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 48 tỷ đồng. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của thành phố.